Lời nói đầu tiên, Đức Lâm Uy Lốc chúc cho tất cả mọi người trong và ngoài nước được thật nhiều sức khỏe và bình an, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hôm nay em làm video chia sẻ về chủ đề đường Võ Văn Kiệt các bạn. Hôm nay mình làm video mình chia sẻ về giới thiệu về cái khúc đường Võ Văn Kiệt từ quốc lộ 1A đi đến hầm Thủ Thiêm nha các bạn. Đây là ngay ngã tư Hồ Học Lãm với đường Võ Văn Kiệt các bạn. Ngã tư Hồ Học Lãm là ở ngoài phía ngoài cầu Dừa. Cầu Dừa có chỗ quốc lộ 1A đi vô qua ngã tư cầu Đức Lên này tới ngã tư Hồ Học Lãm các bạn. Đây nó có cái hãng của Mitsubishi các bạn. Đây giờ mình quẹo qua đường Võ Văn Kiệt, mình đi về hướng quận Nhất ra hầm Thủ Thiêm nha các bạn. Giờ mình tiến hành mình chạy theo cái đường này để mình về hướng quận Nhất. Đường Võ Văn Kiệt này nó nói dài ra xa lộ Hà Nội luôn các bạn, đi ra tới xa lộ Hà Nội ra Suối Tiên chứ để đi cắt ngang đường cao tốc Long Thành Dầu Dây các bạn. Đường cao tốc Long Thành Dầu Dây cũng đi trên đường này qua khỏi hầm Thủ Thiêm, chạy một đoạn cũng chừng cỡ 2 cây số nó tới đường dẫn cao tốc các bạn, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đây là cảnh của đường Võ Văn Kiệt về ban đêm nha các bạn. Về ban đêm đường Võ Văn Kiệt cảnh rất là đẹp các bạn. Những đèn chiếu sáng lắp trên con đường này rất là nhiều loại đèn nên cái cảnh nó rất là đẹp. Nhà cửa cao tầng rồi nó cũng hiện đại đẹp các bạn. Mình quay vào ngày lễ 30 tháng 4 các bạn nên ngoài đường xe cộ nó rất là vắng, xe nó người ta hạn chế ra đường mấy ngày này á. Nó về quê á nên đường nó vắng lắm. Mình là đây là cầu Lò Gốm nha các bạn. Các bạn mà đi thẳng ra hầm Thủ Thiêm thì mình đi trên cầu Dược các bạn, mình chạy trên cầu Dược. Còn mình cặp hông cầu mình quẹo phía bên tay trái là về đường Nguyễn Văn Luôn các bạn, về quận 6 các bạn. Về quận 6 về Phú Lâm rồi đó. Thì mình ôm bên hông cầu. Còn mình ôm hông cầu bên mặt là về quận 8 nha các bạn. Cặp bên hông đường Võ Văn Kiệt này là kinh Tàu Hủ nha các bạn. Kinh Tàu Hủ là nó nối khúc gần tới cầu Lò Gốm là nó dài theo con đường Võ Văn Kiệt này tới hầm Thủ Thiêm nữa các bạn, ăn ngay sông Sài Gòn luôn nha các bạn.
phía trước của mình là cầu Chà Già nha các bạn. Cầu Chà Già nếu mình chạy đi qua quận 8 thì mình chạy trên cầu các bạn, quẹo về tay mặt là qua phía bên quận 8 nha các bạn. Còn mình chạy tay trái là vô quận 5 nha các bạn, vô đường Hải Thượng Lân Ông, vô chợ Bình Tây với chợ Kim Biên rồi các bạn. Đây mình đang đi thẳng, mình cặp bên hông là mình thẳng đường Võ Văn Kiệt, mình mới ra hầm Thủ Thiêm nha các bạn. Rồi, đang chạy thẳng lên hướng ra hầm Thủ Thiêm các bạn. Này quẹo bên tay trái là vô chợ Bình Tây với lại chợ Kim Biên các bạn. Đặc biệt cái khu Hải Thượng Lãn Ông này nó bán rất là nhiều thuốc bắc các bạn. Các tiểu thương người ta buôn bán thuốc bắc này tập trung ở đường này rất là đông, của những tiệm thuốc bắc lớn của quận 5 nha các bạn. Trước mình là cầu vượt Nguyễn Duy Phương nha các bạn. Cầu vượt Nguyễn Duy Phương nó cắt ngang đường Võ Văn Kiệt nha các bạn. Đây phía bên mình quay đó là bệnh viện nhiệt đới nha các bạn. Bệnh viện nhiệt đới với bệnh viện tâm thần nó nằm trên đường Võ Văn Kiệt nè các bạn. Nằm hai cái bệnh viện này nằm gần nhau. Đây, đó cầu Chữ Y các bạn. Cầu Chữ Y nó cắt ngang đường Võ Văn Kiệt, mình chạy với đường Võ Văn Kiệt thì nó không có cái đường rẽ lên cầu Chữ Y các bạn. Đây là phía trước mình cầu Nguyễn Văn Cường nha các bạn. Mình đi nếu mà đi về quận 8 qua đường Chánh Hưng thì mình đi trên dốc cầu rồi mình ôm lên mặt rồi về qua đường Chánh Hưng về quận 8 nha các bạn. Rồi mình đi thẳng tiếp qua đường Võ Văn Kiệt thì mình cặp bên hông nha các bạn.
gặp bên hông Võ Văn Kiệt là mình đi xuống hầm Thủ Thiêm về quận Nhất với quận thành phố Thủ Đức bản với ra xa lộ Hà Nội các bạn. Nên mình chạy gặp bên hông là mình đi thẳng ra hầm Thủ Thiêm các bạn. Mình quay cái cảnh này vào ban đêm đó các bạn, ban đêm lên cái cảnh những cái tòa nhà với lại đèn đường nó thắp sáng lên rất là đẹp đó các bạn. Cầu Cá Mét nữa bạn, cầu Cá Mét cắt ngang qua quận 4 nữa các bạn. Đây là tới cầu Cánh Hội các bạn, chạy cặp đi phía bên dưới đặng mình chui xuống hầm Thủ Thiêm nha các bạn. Còn đi trên Cầu Hội là lên công viên Tha La nha các bạn. Rồi mình đi xuống bên dưới đặng mình vô hầm Thủ Thiêm, đặng mình qua phía bên đường Võ Văn Kiệt phía bên kia bên thành phố Thủ Đức phía bên quận 2. Lần trước mặt mình là cái cửa hầm Thủ Thiêm các bạn, phía này là phía bên quận Nhất nha các bạn, phía quận Nhất đây cửa hầm các bạn, cửa hầm từ hướng quận Nhất đi qua sông Sài Gòn đã qua phía bên quận 2 các bạn, qua thành phố Thủ Đức các bạn.
Đây là ga cửa hầm phía bên thành phố Thủ Đức, phía bên quận 2 các bạn. Video mình chia sẻ đường Võ Văn Kiệt đến đây là kết thúc các bạn. Mình hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo ạ.